từng là nhân tố được Mikel Arteta khá trọng dụng, nhưng sau hơn 3 tháng nghỉ vì Covid-19, Mesut Ozil chỉ được ra sân dù chỉ 1 phút. Thậm chí, Ozil chỉ được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu vỏn vẹn 2 trận. Thời gian gần đây, Mikel Arteta cũng chỉ giải thích ngắn gọn là ngôi sao người Đức vắng mặt do vấn đề ở lưng. Trong những động thái mới đây trên Twitter cá nhân, Ozil dường như đang có ý định tuyên chiến với Arsenal cũng như cả huấn luyện viên trưởng. Không lâu sau những phát biểu của Arteta, Ozil dõng dạc tuyên bố: "I am ready, tôi đã sẵn sàng." Đồng thời đăng tải bức ảnh đang chạy trên sân tập như để khẳng định Arteta cũng như câu lạc bộ đã bịa đặt về tình trạng chấn thương của mình. Rất có thể mối lương duyên giữa Ozil và Arsenal sẽ đi đến một kết thúc buồn. Đây cũng là điều mà người hâm mộ pháo thủ không hề mong muốn, bởi họ từng xem cựu tuyển thủ quốc gia Đức là thần tượng số 1 tại Emirates. Emilio Alvarez là một huấn luyện viên thủ môn và từng có thời gian dìu dắt David De Gea ở câu lạc bộ Atletico Madrid. Đến năm 2016, ông được Jose Mourinho đưa về Man United để tiếp tục làm việc cùng với thủ môn người Tây Ban Nha. Khi Mourinho rời khỏi Old Trafford vào cuối năm 2018 và Solskjaer lên thay, Alvarez vẫn đảm nhận vai trò này tại Man United. Mới đây, trong buổi phỏng vấn với tờ AS, Alvarez đã tiết lộ lý do rời Man United. Theo ông, việc David De Gea gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford mà không thông báo gì với ông là hành động thiếu sự trung thành. Vì vậy, vị huấn luyện viên này chọn cách ra đi dù đã được United mời ký giao kèo mới. Thông tin cho rằng tôi bị Man United sa thải là sai sự thật. Khi David De Gea gia hạn hợp đồng, tôi cũng đã được câu lạc bộ đề nghị ký giao kèo mới. Chính tôi là người đã yêu cầu buổi gặp mặt đó với câu lạc bộ. Tôi ra đi vì không phải muốn rời Man United, mà là vì tôi không muốn làm việc với De Gea nữa, Alvarez chia sẻ với tờ AS. La Liga mùa này chỉ còn 2 vòng đấu nữa sẽ hạ màn. Hiện tại, Barcelona kém Real Madrid 4 điểm. Ngoài ra, gã khổng lồ xứ Catalunya còn thua càng càng trắng về thành tích đối đầu. Theo Luis Suarez, với tình cảnh hiện tại, Barca gần như không thể vô địch La Liga. Thật lòng mà nói, chiếc vô địch quốc gia gần như là điều không thể với chúng tôi. Nếu như đánh bại Celta Vigo, chúng ta có thể chơi tốt hơn ở trận gặp Atletico Madrid. Bàn thắng ở cuối trận của Iago Aspas như một đòn chí mạng, thật đau đớn. Giờ đây chúng tôi phải hoàn thành mùa giải thật tốt và hướng đến mặt trận còn lại là Champions League. Ở hai vòng cuối của La Liga, Barcelona sẽ lần lượt gặp Osasuna vào ngày 17 tháng 7 và Alaves ngày 20 tháng 7. Sau đó, thầy trò Quique Setién sẽ chạm trán với Napoli ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League vào ngày 9 tháng 8. Trong trận lượt đi tại Italia, hai đội đã hòa nhau với tỷ số 1 đều. Pep Guardiola phủ nhận Manchester City vi phạm luật công bằng tài chính và cho rằng tòa án trọng tài thể thao CAS đã đúng khi xóa án cấm dự cúp châu Âu của UEFA đưa ra. Tôi vô cùng hạnh phúc vì quyết định đó, cho thấy những gì người ta nói về câu lạc bộ là không đúng sự thật. Điều đó bảo vệ những gì mà chúng tôi đã thể hiện trên sân. Chúng tôi có một bước tiến dài trong vòng 10 năm. Chúng tôi đầu tư rất nhiều tiền, giống như nhiều câu lạc bộ khác. Chúng tôi không bị cấm vì vi phạm FFP. Chúng tôi đã đi rất đúng hướng. Ngày 13 tháng 7 vừa qua, CAS tuyên bố Man City không có sai phạm trong báo cáo doanh thu như những gì mà UEFA cáo buộc. Do đó, việc cấm đội bóng này không được tham dự cúp châu Âu trong 2 năm là không thỏa đáng. Man City chỉ bị phạt 10 triệu euro do không hợp tác trong quá trình điều tra. Theo Opta, chiến thắng đậm đà trước Brescia giúp Atalanta có được 93 bàn sau 33 trận tại Serie A mùa này. Đây là thành tích tốt nhất tại Serie A trong 69 năm qua, chỉ sau AC Milan ở mùa 50-51 và 49-50, lần lượt là 101 và 103 bàn thắng, cùng với Torino huyền thoại ở mùa giải 47-48 với 105 bàn. Atalanta cũng gần như sẽ công phá kỷ lục ghi bàn tồn tại nhiều năm qua tại giải bóng đá Ý thuộc về Napoli. Đội bóng miền Nam có được 94 bàn sau mùa giải 26-27, trong khi Atalanta giờ đây đã có được 93 bàn thắng, trong khi mùa giải vẫn còn 5 vòng đấu. Chiến thắng này giúp Atalanta lấy lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Serie A thuộc tay Inter. Đội bóng xứ Bergamo giờ chỉ còn kém Juventus 6 điểm trên bảng xếp hạng, nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.